Chào bạn, đây là thu âm điện thoại. Bây giờ tôi đi vắng, xin bạn hãy nhắn tin lại sau tín hiệu. Ê đồ điếm, chơi thu âm điện thoại với tao hả? Mày ra cửa coi cho rõ đi. Nếu mày chán sống thì đừng có mở cửa. Vô thôi. Đồ điếm, chị mở cửa rồi hả? Sao lại là hai anh? Tôi chỉ thiếu tiền của hai anh mà thôi, đâu cần giở màn phước hoài giết người chứ. Không giết cũng được, đi với chúng tôi. Nói vậy là gì? Đi vô, đi vô, đi vô. Bước đi vô. Bước ra. Đi, bước lên, đi, đi, bước lên. Buông tay cho đi. Đừng kêu đéo nha. Đau quá mà. Là mồ đi vắng hả? Hai người làm gì vậy? Từ từ tôi trả mà. Nói nhiều làm gì? Nói nhiều làm gì? Đi, lên xe. Đi, lên xe. Lên xe. Vô. Đám gái bắt này cũng không tệ. Phải như vậy chứ. Phải có gái đều đều á thì mới giữ được khách. Để một lát tôi tự thử hết. Dạ. Anh Bảo à, xin lỗi nha, phải lo mấy chuyện lạc vặt. Có gì chịu cố đây hả? Tôi có một cô bạn bị hai đứa em của anh giải đi. Hai đứa em của tôi? Được không? À đó đó. Em đã bắt con nhỏ đó, nó có thể đi làm rồi. Ồ, anh nói là con nhỏ đó hả? Bà thiếu của anh bao nhiêu tiền, nể mặt của tôi gánh chưa? Thiếu tôi 88 ngàn. Nè, như vậy có được không? 80 được. 5 được. 3 được đi, tôi đừng có nói nữa. Nè, đừng có nói thêm nữa. Lúc xưa là anh chiếu cố cho tôi mà. Theo ý của anh đi. Là thiệt đó nha. Còn có một việc là phải nhờ anh giúp. Muốn tôi ra đi. Vô đây, vô đây. Vô đây, phòng cuối cùng đó. À, vậy hả? Được, à, đi, đi, vô, đi, vô. Đi, làm gì? Đi, là cái gì? Đi, vô, vô, không làm vô, thôi đây. Đi, nằm xuống. Liệu hồn như mày. Ông chủ, từ từ nha. Đừng mà, sao đừng? Mở cửa đi, mở cửa. Thả tôi ra đi, thả ra, thả tôi ra đi. Kiểu gì đi? Lại là cô. Tệ đến nỗi phải ra làm hả? Đừng có nói bậy đó bà nha. Thấy mặt coi là muốn bữa rồi. Do cái thằng nham nhở này thì là bị bà quá mà. Đi ra chơi bời hả? Nhớ cho bị bệnh lậu. Coi chơi cũng không chơi bà đâu. Nhỏ được không ông chủ? Cô làm gì đây chứ? Tôi xin anh giúp đỡ giùm cho tôi. Tại sao phải giúp cô? Những người bên ngoài là chủ đạo của tôi, họ ép tôi ra làm thôi. Đã chịu nhận rồi hay sao? Tôi là ai của cô, tại sao phải binh cho cô? Nè, ông chủ, nếu con nhỏ đó không được, đổi con khác cho ông nha. Anh bạn, giờ mới nói ok đi. Chờ tôi chút thì giờ tôi trả cửa sổ. Tôi trả cửa sổ làm ơn đi mà. Tại sao lại phải nói ok? Cô nhảy lầu lại mắc mối gì tới tôi? Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Tại tôi bậy mà. Tôi mất tính người, tôi hôi miệng. Chịu nhận lỗi rồi hả? Biết lỗi rồi à? Phải mà, làm ơn là phước đi. Ê, không thành vấn đề. Cảm ơn anh, cảm ơn. Quá, cao quá. Đúng rồi, bị té xuống không phải là chơi đâu. Vậy làm sao đây? Làm sao hả? Coi coi. Thì ôm cái ống cống đó đi. Còn nữa phải hít mạnh một cái, rồi nhắm mắt lại. Có được hay không? Tôi thì đều không biết cô có được hay không. Chết thì chết. Con mụ này muốn chạy hả? Quay, đang sống rồi hả? Đàn bà hả? Nhẹ tay chút đi. Mắc mới vậy, muốn giúp ba hả? À, tôi không phải là muốn gì đâu. Chuyện gì ông vậy? Đại ca. Đại ca. Anh Biêu. Ê, anh Bảo là anh hả? Chuyện gì đây? Không, con nhỏ này muốn bỏ chạy, anh muốn che chở thôi. Ờ, thì ra cô là bạn của anh Bảo. Phải, tôi quen biết anh Bảo đó. Anh Bảo, tôi là bạn của anh mà, phải không? Anh Biêu à, thông cảm chút đi. Bà thiếu tôi 80 ngàn đó. Tôi gánh cho bà. Hôm xin anh Bảo chứ có chúng tôi như vậy, anh đã nói chúng tôi nhất định nể mặt. Mai mốt đám nhỏ của tôi thanh toán với anh sau. Đi trước nha. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Ôi à. Nói sớm với tôi đi, thì khỏi bị cái đám cho dây lại nặng làm hết hồn. Đâu có biết anh quen thân với họ chứ. Nếu không tôi đâu có bị quản hốt như vậy. Anh cô ta của tôi nhờ bị bầm tím hết rồi. À đúng rồi, số tiền mà tôi gánh cho cô phải trả phân kỳ cho tôi nha.
Tôi biết rồi, tôi đã biết anh không tốt bụng trả giùm cho tôi mà. Không được, phải lấy dầu thoa. Để đâu, tôi lấy giùm chưa? Không cần, để tôi được rồi, để tôi. Gì? Không, để nói anh có uống nước hay không? Cũng được. Ở bên này nè, rót đi. Hello. Cô Thạch hả? Tưởng ra thay luật sư cho cô rồi. Tới ngày cô không dọn đi, đừng trách tôi không nể tình nha. Phải mà, tôi sợ anh lắm rồi. Chuyện gì mà bực bội vậy? Ông chú nhà dịch vật mà. Hôm xưa khi nắm tay tôi thì cười hề hề, bây giờ chỉ thiếu mấy tháng tiền nhà thôi, đã làm dữ với tôi rồi. Ngày mai tôi dọn đi, nhất định làm bích hết mấy cái ống nước còn thiêu cho nó mà. Dọn, dọn đi rồi thì bà con bạn bè làm sao liên lạc với cô? Chuyện gì khẩn trương vậy? Bây giờ những người kiếm tôi đại đa số là chủ nợ mà. Vậy thì phải. Bây giờ kẻ dọn nhà là tôi. Tôi sẽ biết báo với bà con bạn bè, anh không cần phải lo. Nhưng mà vậy, lần này tôi cũng cảm ơn anh đã giúp cho tôi. Ừ, ở trên đời này thì không có việc ai giúp ai đâu. Nhưng mà không ngờ chứ, cái anh cảnh sát giang hồ đã giải nghề này vẫn còn chút đạo nghĩa giang hồ. À, tôi có quen biết người làm địa ốc mà, kiếm nhà cho cô nha. Quê, thiệt hay không? Vậy là tốt đó. Giao cho tôi đi. Nè, anh nói đi nha, phải làm cho nhanh. Ê, thì là sợ em quá, để anh nói cho em biết. Anh sát với cổ là muốn biết hành tung của Lưu Anh Dũng thôi. Lưu Anh Dũng là thủ hạ của Lý Vĩnh Quyền. Khi chết của con Huệ có liên hệ tới Lý Vĩnh Quyền, cho nên anh nhất định phải kiếm ra hắn. Đây là một cách trong khi đã bị bí lối. Để em còn tưởng anh. Tưởng anh cái gì? Không có gì. Còn nữa, phải giữ bí mật này cho anh, không thể nói với bất cứ ai hết, nhất là Lôi Đạt với chị Dân đó. Không thành vấn đề. Ngọc, xảy ra chuyện gì? Ây da, anh hai à, gọi máy bấy lâu bây giờ mới tới. Tiền đã bị chết mấy lần rồi. Rồi tôi về gấp có chuyện gì? Anh không thấy ổ khóa này hay sao? Cái ông chủ nhà đã dùng đồ nhét lại ổ khóa không cho tôi vô nhà. Mai là quen biết được một người thợ sửa khóa thôi. Anh đã kiếm chỗ cho tôi dọn mà. Anh bảo đã kiếm cho chị rồi. Chỉ là tiền nhà đã mắc lên mấy trăm, cho nên chưa bàn thảo xong thôi. Tội nghiệp quá, lớn đâu như vậy chỉ có mấy trăm, trả cho người ta không có trả nổi đâu. Như là có người hỏi tôi cho mượn đó nha. Quy, cảm ơn nhiều. Cái này dùng sao hả? Dạ. Cái cục nhỏ này á là gắn trong máy điện thoại. Còn tiếp thu á thì để lần cận, ráp chung với máy thu âm này, vậy có thể thu lại hết tất cả những cuộc điện thoại. Wow, thế là tối tân quá đi. Dùng xong trả cho anh. Được sao mà. Mau lên đi, nặng quá mà. Đã nói là có cái bánh mà, Huệ Phương. Khá lắm chứ, có cả đồ đạc, điện nước. Lầu 2 có gì cũng không sợ. Vừa mới tới tôi đã phải kiếm cầu xanh rồi. Đúng là mấy cái bà trộm mà. Nói cái gì đây? À không, tôi nói chỗ đó có đống phân, xối đi cho mau. Tôi biết lo liệu, không cần anh nói, thiệt tình. Lấy đồ ra đi, mau lên. Đồ của tôi biết lo liệu, đừng có đụng tới. Đồ đàn bà đó, tránh ra đi. Vậy thì mặc kệ cô. Chuyện gì? Thôi không được, con mắt đau quá đi. Có lẽ bị cát vô mắt đó. Chỗ này đi đâu mà có cát? Có phải bụi không vậy? Chị Ngọc à, thổi giùm tôi đi, thổi đi. Anh giúp chị đi. Mấy chuyện của đàn bà tôi không tiện đâu. Chị Ngọc à, giúp giùm tôi đi, đau quá à. Chị Ngọc ơi, chị là phiền quá mà. Bây giờ đau quá à. Yên đi. Sao đây? Đau quá. Thấy quậy chút hay chưa? Chưa. Đâu, để tôi coi lại coi. Sao rồi? Đau. Để tôi coi coi. Còn đau quá. Đâu rồi? Đây nè, còn đau quá. Chưa được đâu. Sao rồi? Bây giờ chứ không được. Chị Ngọc à, chị đi vô đây. Lấy nước xối lên con mắt của tôi đi. Làm ơn đi nha. Xối lên con mắt của tôi đi. Đây nè. Sợ chị quá đi. Phương à, được chứ vậy? Bây giờ tự nhiên hết đau rồi. Tôi chú tự nhiên hết đau đó. Thiệt là lạ, không biết chuyện gì.